Xin chào các bạn. Mình là Bùi Dung. Các bạn thấy đấy, hiện nay thì rất là nhiều mẹ bỉm sữa này, hay là dân văn phòng hoặc là công chức nhà nước giống như mình lựa chọn con đường kinh doanh để kiếm thêm thu nhập. Thì có phải bạn cũng là một trong những cái người mà đang muốn tìm kiếm một cái mặt hàng để kinh doanh, để muốn kiếm thêm thu nhập? Ví dụ như các mẹ bỉm sữa thì có nhiều thời gian ở nhà chăm con nhưng lại không đi làm, nên là muốn kiếm thêm tiền đúng không? Còn dân văn phòng hay là công chức nhà nước thì mức lương rất là thấp nên cũng muốn kiếm thêm thu nhập để có thể trang trải thêm cuộc sống. Nhưng vấn đề là bạn không biết là bạn sẽ bắt đầu từ đâu, bạn sẽ kinh doanh mặt hàng gì để bạn có thể thành công được. Vậy thì video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số điều cần lưu ý khi các bạn đi kinh doanh mà bạn có thể thành công được. Thì bản thân mình cũng là một công chức nhà nước. Mức lương thu nhập của mình cũng thấp so với các cái ngành khác. Và mình chưa bao giờ nghĩ đến là việc mình sẽ đi kinh doanh online. Thật sự là chưa bao giờ nghĩ đến. Mặc dù là khi nếu nhìn thấy một vài người khác mà cũng như nhà công chức nhà nước như mình ấy, khi kinh doanh và rất là thành công, thì mình cũng đã từng nghĩ đến là mình cũng rất muốn là đi kinh doanh. Nhưng mà nhiều cái lý do đưa ra, rào cản đưa ra khiến là mình rất là lo sợ. Mình lo sợ là mình không có duyên này, mình không tự tin này, không mối quan hệ của mình cũng rất là ít, mình không biết cách viết bài thì mình làm sao mình có thể bán được hàng. Và những cái lý do nỗi lo sợ ấy đã làm cho mình nhụt chí, mình lại quên đi cái việc mình muốn bán hàng. Thế nhưng kể từ khi mà mình tìm được một sản phẩm thật sự là tốt và ưng ý thì mình đã quyết định là mình sẽ dấn thân vào con đường kinh doanh. Thì mình mong rằng là các cái mẹ bỉm sữa hay là dân văn phòng hoặc là công chức như mình ấy, mà các bạn đang muốn đi kinh doanh online mà cũng có gặp những cái nỗi lo sợ giống như mình, thì các bạn hãy can đảm lên, các bạn hãy có những cái quyết định sáng suốt và để có thể thành công được với cái việc kinh doanh online. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là đầu tiên ấy, để kinh doanh online được thì các bạn hãy lựa chọn cho mình một sản phẩm tốt, phù hợp, và bạn phải là người trải nghiệm sản phẩm ấy. Rất nhiều bạn chỉ thấy các bạn khác bán được hàng thì bạn cũng lao theo và bán, nhưng thực ra là cái sản phẩm đấy là bạn thích chứ không phải là cái sản phẩm đấy là xã hội đang cần. Thì bạn hãy bán những cái gì mà xã hội đang cần ấy, đừng bán cái gì mà bạn thích. Và nhớ là bạn phải là người trải nghiệm, bạn trải nghiệm thì bạn mới có thể chia sẻ được cho người khác, đúng không? Thứ hai nữa đó là bạn phải tìm được một hệ thống đào tạo chất lượng, và quan trọng là phải có một người thầy dẫn dắt bạn, một cái người đứng đầu mà có thể luôn theo sát bạn này, luôn hướng dẫn bạn để đi theo một cái con đường đúng đắn mà họ đã đi, và họ sẽ chia sẻ cho bạn những cái kiến thức mà họ học được, thì bạn sẽ sớm thành công hơn. Bạn đi một mình bạn sẽ mò mẫm rất nhiều cái sự lựa chọn cho bạn ở phía trước, nhưng bạn không biết sự lựa chọn nào là sẽ dẫn đến thành công nhanh nhất và đúng đắn nhất, nên bạn sẽ khó có thể tìm được con đường mà bạn dẫn đến bạn thành công, đúng không? Điều tiếp theo nữa là khi kinh doanh ấy thì bạn phải thay đổi bản thân mình. Bạn phải phát triển bản thân. Muốn phát triển bản thân được thì bằng nhiều cách, trong đó cách nhanh nhất đó là bạn phải đọc sách thật nhiều này, và bạn phải phải chịu khó học hỏi, bạn phải làm những cái việc mà khó khăn mà bạn không dám làm từ trước đến giờ. Ví dụ như mình này, trước kia mình chưa bao giờ dám live stream này, bạn mình cũng không dám quay video, mình rất là ngại khi mà nói chuyện trước đám đông ấy, đám đông mà nhiều người lạ ấy, mình thường hay bị đỏ mặt. Thế nhưng bây giờ ấy, qua một thời gian mình rèn luyện thì mình đã có thể lên livestream và quay video cho các bạn nghe đây này. Thì mình thấy là việc đấy đối với mình bây giờ mình đã làm được rồi đấy. Thì mình nghĩ các bạn cũng sẽ làm được như mình thôi. Thì bạn phải phát triển bản thân nhé. Và điều nữa này là khi mà bài các bạn đăng bài ấy, các bạn cũng phải đăng theo một cái trình tự, một cách sắp xếp khoa học. Bạn đừng có suốt ngày chỉ bài bán hàng. Thì như thế là cái Facebook của bạn không chất lượng, và người khác sẽ không thích kết bạn với bạn nữa, thậm chí còn bị hủy cả kết bạn. Và cái gì bạn đăng ấy, các cái bài bạn đăng ấy, thì bạn phải có giá trị, phải cung cấp được những cái thông tin mà cái khách hàng của bạn đang cần này, của mọi người đang tìm kiếm ấy. Chứ có rất là nhiều nguồn thông tin khác nhau, nhưng nếu bạn chỉ đăng thông tin ví dụ về sản phẩm thì họ cũng có thể tìm được ở chỗ khác. Và cái họ cần là cái thông tin bạn đăng là có giá trị với họ, giải quyết được những cái nỗi đau mà họ đang gặp phải, những cái điều mà họ đang khúc mắc và họ không biết tìm kiếm ở đâu. Thì cái cách đăng bài hiệu quả như thế nào thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ở các video tiếp theo. Video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn một đôi điều đấy thôi. Thì chúc các bạn sẽ sớm thành công nhé. Xin chào.